Chào các bạn, chắc chắn là cái khung cảnh này thì các bạn thấy hơi lạ. Cũng muốn là lên đây để có thể làm cái ready nhỏ nhỏ, rất là casual với mọi người thôi, để chúng ta chuẩn bị quay một cái video. Và trong cái video get ready này thì Ly sẽ trả lời những cái câu hỏi mà các bạn đặt cho Ly trong Instagram cũng như là YouTube. Tất cả những cái sản phẩm mình dùng ngày hôm nay thì đều là những cái sản phẩm gọi là lâu lắm rồi mình chưa dùng. Và coi như là chúng ta sẽ đào lại trong cái bộ sưu tập của mình một chút, để xem là có những cái sản phẩm nào mà mình đã lãng quên trong một thời gian khá là dài rồi, và để chúng ta apply lên mặt xem là chúng ta còn yêu nó như ngày xưa nữa không nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn. Ok, Ly đã sẵn sàng rồi. Là mặt Ly đã có đầy đủ skincare, tất cả các thứ đầy đủ. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến lớp nền. Thì Ly sẽ sử dụng bản Tarte Clean Slate Poreless Perfecting Primer. Mà bạn này là một cái bản mà Ly rất là thích. Trong cái thời gian mà mùa hè chúng ta ra nhiều dầu ấy, ngày xưa thì Ly ra rất là nhiều dầu và cũng được Tati rất là yêu thích. Tại vì đấy là một trong những cái sản phẩm mà nó sẽ làm mịn cái lỗ chân lông của mình, là giúp cho cái lỗ chân lông của mình nó không bị gồ ghề, và cũng như là giúp cho cái sản phẩm foundation nó lên da của mình rất là mịn mượt. Cái sản phẩm này Ly nhớ không nhầm thì mấy năm trước là một cái sản phẩm rất là hit của Tarte và bán rất là chạy luôn. Không biết là bây giờ ra sao. Bạn ý có một chút silicone, thế nên là không phải ai da ai cũng có thể phù hợp được. Thế nên là các bạn phải để ý nhá. Đây bây giờ thì chúng ta sẽ dùng đến foundation, sẽ là bạn Tarte Rainforest and the Sea Water Foundation. Đây là một cái bạn phải nói là Ly rất là thích cái hồi mà em ý ra mắt, và Ly đã phải mua đến 2 chai. Chưa dùng hết chai đầu tiên. Trời ơi, không biết bao giờ tôi mới dùng hết cái bạn này đây. Một lần ấn chị làm thế nào để biết công việc hiện tại phù hợp với mình và giữ được nhiệt đối với công việc đó ạ? Chị nghĩ nó một phần là do sở thích của các em nữa. Để mà nói được một cái công thức chính xác thì nó cũng rất là khó. Mọi người phải tự cảm nhận khi mà chúng ta đi làm, liệu cái công việc đấy nó có giúp cho mình được hoàn thiện bản thân không. Cái việc hoàn thiện bản thân này nó rất là quan trọng. Tất nhiên là những cái bạn tuổi hơn Ly, có nhiều kinh nghiệm làm việc hơn Ly thì sẽ có những cái câu trả lời khác. Nhưng mà đối với Ly thì Ly luôn luôn muốn là một cái công việc mà mình hàng ngày mình sáng dậy, mặc dù mình mệt mỏi đấy, nhưng mà mình biết là nó sẽ rất là nhiều thử thách và nó sẽ giúp cho cái con người mình khả năng hoàn thiện bản thân tốt hơn, và cũng như là cái kỹ năng công việc tốt hơn. Mà rồi sau này nhỡ mình không còn làm cái công việc đấy nữa, nhưng mình nhìn lại thì mình vẫn thấy là à, cái công việc đấy đã đem lại cho mình cái gì, và nó đã giúp cho mình thực sự là hoàn thiện cái bản thân mình hơn. Cái kỹ năng nghề cũng như là kỹ năng mềm, như kiểu soft skill và hard skill ấy, thì đều được hoàn thiện tốt và nó sẽ bù trợ cho mình nhiều hơn. Tất cả các cái môi trường mà Ly đã từng làm việc thì đều giúp cho Ly có được cái đấy, không ít thì nhiều. Kể cả những môi trường mà mình không ở lại quá lâu, gắn bó với nó quá lâu, thì nó cũng để lại một phần nào đấy dư âm trong cái tính cách của bản thân cá nhân mình. Mình đều rất là trân trọng những cái điều đấy. Tất nhiên là những cái nơi nào mình ở được lâu thì nghĩa là mình đã rất là yêu thích nó, cực kỳ cảm thấy là đáng cái thời gian của mình ấy. Có một số nơi thì mình sẽ chia tay nó sớm hơn, tại vì mình cảm thấy là cái thời gian đấy mình có thể làm được rất là nhiều việc hơn, hoặc là mình không cảm thấy là cái môi trường làm việc đấy nó phù hợp với mình. Cái tính chất công việc và cái môi trường làm việc là hai cái khái niệm nó rất là khác nhau nhá. Tính chất công việc nghĩa là cái công việc bạn làm hàng ngày, cái kỹ năng nghề của bạn. Còn cái môi trường làm việc là liên quan đến là ban bội bệ ngành xung quanh này, xong rồi những người đồng nghiệp xung quanh mình, xong rồi cách tổ chức một cái tổ chức doanh nghiệp các thứ, thì đấy là gọi là môi trường làm việc. Nói về tính chất công việc gần như chỗ nào cũng rất là tốt cả. Còn làm cho chúng mình hay suy nghĩ nhất, hay đắn đo suy nghĩ nhất là có nên nghỉ hay không, đấy chính là cái môi trường làm việc. Chứ còn nếu mà một khi bạn đã chắc về nghề rồi thì cái tính chất công việc nó có khó khăn đến mấy, hay là nó có bận đến mấy, thì bạn vẫn có thể hoàn thành được nó tốt thôi. Những cái môi trường bên ngoài mới là những cái làm cho bạn nhiều khi bạn bị nản nhiều hơn. Đấy là cái phân tích của Ly. Thì Ly luôn luôn muốn là các bạn sẽ chia nó làm hai nhá. Một cái là về liệu mình có phù hợp công việc này hay không, và liệu là mình có phù hợp với môi trường làm việc này hay không. Cái môi trường làm việc này có làm cho mình bị xấu đi hay không, kiểu xong về tâm lý, tính cách và cũng như là cách đối nhân xử thế của con người ấy. Còn tính chất công việc thì gần như là đâu cũng vậy, và đâu cũng sẽ cho mình một cái tính chất công việc riêng. Đây là Makeup Forever Ultra HD Invisible Cover Concealer. Mình sẽ cho ra ngón tay nhá, một xíu thôi. Bạn này thì nó sáng hơn hẳn so với cái cuồng mắt của mình, thế nên là nó cũng sẽ che phủ được rất là tốt, và nó làm sáng cái khúc cuồng mắt của mình lên. Em khá là băn khoăn về việc chọn lựa ngành ạ, ngôn ngữ hay truyền thông ạ. Đối với chị thì ngôn ngữ hay truyền thông thì nó là hai cái ngành nó sẽ bổ trợ và hỗ trợ cho nhau rất là tốt. Ví dụ như là truyền thông thì em cũng sẽ phải cần ngôn ngữ, mà ngôn ngữ thì em có thể áp dụng được gần như là cho tất cả các ngành. Chị không rõ là cái nhu cầu của em đến đâu, và cũng như là cái mục tiêu trong cuộc sống, và cũng như là trong cái giá trị nghề nghiệp của em đến đâu. Chị mà là người giỏi về ngôn ngữ thì chị sẽ học về ngôn
ngôn ngữ, và xong rồi sau đấy mình học thêm minor về truyền thông, hoặc là mình học thêm về business, hoặc là bất cứ một cái gì. Tại vì ngôn ngữ nó như là tiếng Anh hoặc như là văn học ấy, nó sẽ là một cái core subject, một cái subject chính để mà mình có thể áp dụng vào cho các subject tiếp theo, cho các môn học tiếp theo. Thì nếu mà chị được chọn thì chị sẽ chọn ngành ngôn ngữ. Còn nếu mà em cảm thấy là ngành ngôn ngữ quá khó thì chị nghĩ là em sẽ nên làm về truyền thông. Tại vì thực ra truyền thông thì bây giờ ngành nào cũng sẽ cần, đến trồng rau còn cần cả truyền thông nữa cơ mà. Thế nên là truyền thông cũng là một cái ngành rất là tốt, và đấy cũng là cái ngành mà chị đang theo đuổi từ lúc mà chị học cấp 3 đến bây giờ. Nếu mà em nghĩ lại còn thích làm nhiều thứ khác ngoài truyền thông nữa thì em nên chọn ngành ngôn ngữ. Còn nếu mà em chỉ thích ngành truyền thông thôi thì em sẽ chỉ chọn ngành truyền thông thôi. Vì ngôn ngữ thì có thể đi theo nhiều ngành khác nhau, và truyền thông cũng vậy, nhưng mà truyền thông sẽ luôn luôn cần về ngôn ngữ. Thì bây giờ mình sẽ dùng với Innisfree No Sip and Mineral Powder. Thì Ly ở đây, Ly có một bạn là hình emoji, một bạn là hình Toy Story. Thì chúng ta sẽ dùng bạn emoji nhá. Tại hôm nãy mình lỡ mở cái này ra rồi, cái này cũng đang dở nữa. Bạn Never Give Up 106 hỏi: chị Ly ơi, nên chọn ngành quản lý khách sạn, nhà hàng hay quản trị kinh doanh thì sau này dễ xin việc hơn? Với mọi người thì ra sao, nhưng mà đối với Ly, về cái tâm lý khi mà đi học của Ly và chọn ngành của Ly, thì Ly sẽ chọn cái ngành mình yêu thích thay vì là mình chọn cái ngành mà nó đang hot. Bạn tưởng tượng là bây giờ các bạn học nhưng mà 4 năm nữa khi bạn ra trường nó hết hot thì sao? Thì cái đấy là một cái rất là challenging. Đối với những bạn mà điều kiện gia đình không được khá giả cho lắm thì dĩ nhiên cái này rất là khó, tại vì các bạn sẽ muốn là đi ra ngoài và sẽ kiếm được tiền luôn. Đối với cái suy nghĩ của Ly thì việc mà bạn sử dụng và bạn học một cái ngành mà bạn yêu thích thì sau này bạn sẽ phát triển cái ngành đấy lên, khiến được cái công việc sau này của bạn kiếm được ra tiền bởi cái ngành học mà bạn yêu thích, bởi những cái kiến thức bạn yêu thích, thay vì là bạn cố ép bản thân mình học một cái mà mình không yêu thích và chỉ vì nó đang hot, tất cả mọi người đang đi theo học cái đấy. Khi mà bạn ra trường bạn sẽ cảm thấy bị lost, bạn sẽ cảm thấy bị không biết là mình đang phải làm gì, mình phải như thế nào, mình phát triển cái ngành đấy ra sao, và sẽ bị đi theo những cái lối mòn cũ, sẽ khiến cho con người bạn thiếu đi cái sự sáng tạo. Không chỉ riêng các bạn làm về nghệ thuật mới cần sự sáng tạo, mà kể cả những bạn làm tài chính kinh doanh cũng cần cái sự sáng tạo. Chị sẽ khuyên em là em sẽ chọn cái ngành mà em yêu thích, và khi mà em đã yêu thích ngành đấy rồi, em cố gắng hết sức tối đa bản thân của mình và cũng như là những cái khả năng của mình để có thể đạt được điểm cao nhất, và cũng như là đạt được những cái cơ hội tốt nhất trong cái ngành đấy. Xong rồi công việc nó sẽ tự đến thôi. Bây giờ là thế kỷ rất là mới rồi, và chúng ta không cần phải chờ đợi là ồ, bây giờ thời thế nó đang như thế nào, mình sẽ phải theo thời thế như thế. Thì cái đấy là cái sai lầm nhá. Và mọi thứ nó thay đổi trong một năm rất là nhanh, một cái xu thế nó thay đổi trong một năm rất là nhanh, chứ không nói gì đến là sau 4 năm chúng ta học xong đại học thì mới có thể biết được là xu thế nó ra sao. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với cả phần lông mày. Thì sản phẩm lông mày hôm nay mình sẽ sử dụng là bạn này rất là lâu rồi, Shimmer Brow Palette Walnut Brown. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng một cái cây chổi của Zoeva để đánh cho lông mày nhá. Bạn N Ngân 2910: em thích ngành về khách sạn nhưng cô em bảo làm về ngành này sẽ bị thất nghiệp thì phải làm sao? Ok, Ly đã từng làm về ngành khách sạn. Nói chung ý, chị thấy cô em nói thế là sai. Tại vì càng ngày mọi người sẽ càng có được nhiều tiền, và mọi người có nhiều tiền thì mọi người càng sẽ rất là thích để mà đầu tư cho các cái chuyến đi vacation, đi du lịch rất là nhiều. Như những người bạn chị đã có những người kiểu sẽ luôn luôn cố gắng là một tháng phải đi đâu đó một lần. Thì cái việc mà cô em bảo là ngành khách sạn sắp bị chết rồi thì là sai nhá. Tại vì luôn luôn các khách sạn luôn luôn được đón chào những cái khách sạn đẹp, những khách sạn nổi tiếng về đến Việt Nam hay là ở nước ngoài. Các bạn làm ngành khách sạn không bao giờ sợ thiếu việc luôn. Bây giờ có lẽ cái ngành sợ thiếu việc nhất là ngành nông nghiệp, tại vì càng ngày con người sẽ càng sử dụng robot để làm nông nghiệp nhiều hơn. Thì đấy là theo như cái quan sát của chị. Còn thực sự là chị thấy cái ngành khách sạn là một cái ngành rất là hay, và khi em làm ngành khách sạn mà bản thân em giỏi và cũng như là cái khả năng của em tốt ấy, và cái khả năng ngôn ngữ của em tốt, thì cái cơ hội để em được chuyển giao sang nước ngoài làm là một cái cơ hội rất là tốt, và nó luôn luôn có sẵn cho chúng ta. Thế nên là em thích thì em cứ làm thôi. Mọi người cứ tưởng tượng là khi mà con người càng ngày càng giàu lên, chúng ta càng ngày càng kiếm tiền được tốt hơn, thì cái khả năng chi trả của chúng ta càng ngày càng tốt, và khả năng chi trả càng tốt thì cái nhu cầu của chúng ta càng ngày càng nhiều hơn, và nhu cầu về dịch vụ con người và dịch vụ khách hàng, khách sạn, nhà hàng là cái dịch vụ con người mà luôn 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 sẽ được nâng cấp cao hơn, và nó sẽ có rất nhiều ở khắp tất cả mọi nơi. Vậy nên là cái việc mà làm
học về ngành khách sạn và nhà hàng là cái việc mà chị nghĩ là không bao giờ nó sẽ bị chết đâu. Thế nên là cứ an tâm nhá. Lâu lắm không dùng bạn eyebrow này, tự nhiên dã man luôn. Chưa kể đấy là mình sẽ dùng thêm bạn Gimme Brow của Benefit để có thể trải cho cái phần lông mày của mình nó rõ sợi hơn một chút ít. Chỉ là làm rõ cái sợi thôi, khi mà người ta nhìn gần vào thì nhìn được từng sợi một thì nó trải màu lên sợi, mà hồi kia là mình chỉ phủ màu ở dưới chân sợi thôi. Rồi câu này rất hay. Em muốn theo ngành marketing nhưng không biết ngành học này có nhiều toán không ạ? Tại em hơi không giỏi toán. Em ạ, chị cũng là một đứa nhảy số không tốt. Cái bạn này là 34S. Nói chung là cái tông này cũng là tông neutral thôi. Chị học đầu tiên là chị học về communication, xong rồi sau đấy chị mới chuyển sang học thêm về ngành marketing thành hai chuyên ngành. Chị là một người nhảy số không tốt và đấy là lý do tại sao mà chị không chọn kiểm toán hay tài chính. Chị chọn communication vì chị nghĩ là nó không phải học toán. Nhưng mà cuối cùng em đáp ra là ở trường chị nó học là liberal arts college, em phải học tất cả mọi thứ thì em đều cũng phải học accounting kiểm toán, em phải học finance là tài chính, em cũng phải học econ là học về kinh tế. Nó sẽ học rất ít thôi, ít hơn hẳn các bạn mà học chuyên ngành đấy rất là nhiều. Khi mà chị học hết năm ba đại học thì là chị đã hoàn thành hết tất cả các môn học ngành communication rồi mà vẫn chưa đủ tín chỉ để hoàn thiện hết. Mà thực sự lúc đấy chị nghĩ là mình không muốn học lịch sử, mình không muốn học địa lý, mấy cái ngành đấy làm mình kiểu rất là đau đầu ấy. Thôi thì mình thấy là ok, cái ngành business marketing ở trường chị thì nó được cái là nó overlap, nó có một vài môn nó trùng với cả ngành communication mà chị đã hoàn thành rồi, mà chỉ cần học thêm khoảng 4 lớp nữa thôi, nghĩa là một năm đại học mình phải học tổng cộng là 8 lớp thì chị chỉ cần phải học thêm 4 lớp của ngành marketing và 4 lớp thường, 4 lớp chị yêu thích, 4 lớp gì cũng được. Thế là chị quyết định là ok, mà vậy vẫn được double major nên là mình sẽ học marketing. Đến bây giờ thì cũng hiểu được tại sao mà mình lại phải học toán với cả học tài chính. Tại vì thực ra ấy là khi em học marketing thì nó có rất là nhiều số liệu em phải phân tích. Nếu mà bạn nào yêu thích về ngành marketing và ngành communication thì cũng biết Nielsen đúng không? Thì Nielsen là một cái công ty khảo sát và cũng như là lấy số liệu về các cái xu hướng thị trường. Các bạn đấy sẽ phải học làm về số liệu rất là nhiều và các bạn đấy vẫn là làm ngành marketing nhưng mà làm về số liệu và analysis, nghe phân tích marketing, phân tích chỉ số đo lường. Và cái đấy là cái em rất là cần, kể cả khi mà em học marketing như chị là marketing communication, học về truyền thông và quảng cáo thì em cũng sẽ phải cần biết về toán để em làm báo giá cho khách hàng. Nhiều khi là mình không phải là mình làm truyền thông, nghĩa là mình sẽ luôn luôn có các khách hàng về lifestyle, về fashion, về ăn uống, mà mình có sẽ có những cái khách hàng về bảo hiểm, về tài chính, về xe cộ, về ứng dụng. Thì đấy là những cái khách hàng mà mình sẽ là rất, mang rất nhiều số, và mỗi lần mình viết một cái bài trong cả báo chí nó sẽ kiểu số này số kia, xong rồi tỷ lệ này kia. Nói chung là đấy là những cái mà mình sẽ phải học và mình sẽ phải làm. Thì thế nên là chị nghĩ là em có thể chọn marketing với một việc là em sẽ bị ít số hơn các bạn khác bình thường, nhưng mà nói chung là nó vẫn phải có số. Và những cái đứa nhảy số chậm như chị mà vẫn làm được thì chị nghĩ là em vẫn làm được. Hỏi em muốn apply vô OQV mà hèn quá vì sợ mình không đủ khả năng, có tiêu chuẩn nào để đậu vào OQV không chị? Chị làm thực tập ở OQV năm 2012. Chị vào OQV làm nhân viên chính thức năm 2015, xong rồi đến 2016-17 rồi đấy chị nghỉ, đúng rồi, 16. Chị làm OQV một năm, nói chung là cũng thời gian cũng không phải quá dài, nhưng mà đến bây giờ vẫn rất là thân thiết với mọi người. Chị không biết là bây giờ OQV nó như thế nào nhá, chị không rõ, chị không thể nào speak for the whole company. Đối với cái kinh nghiệm của chị khi mà chị phỏng vấn vào Ogilvy, chị nghĩ đấy là chị show được cho họ thấy là cái tinh thần can do của mình. Nếu bạn nào đọc những cái cuốn sách của David Ogilvy thì các bạn cũng có thể thấy là cái tinh thần Ogilvy nó như thế nào. Trong lúc mà các bạn phỏng vấn, kể cả phỏng vấn về intern hay là phỏng vấn về nhân viên chính thức, thì các bạn cũng nên show được cho họ cái tinh thần can do, nghĩa là dù có bất cứ khó khăn gì, dù bạn trả lời rất fail, dù thế này thế kia, nhưng mà bạn luôn luôn có tinh thần là học hỏi và luôn luôn có tinh thần là mình làm được. Mình có thể bây giờ mình chưa làm được thôi, nhưng mà mình sẽ làm được. Chị nghĩ là cái khả năng đậu nó rất là cao. Như chị phỏng vấn nhân viên cũng vậy, chị sẽ nhìn vào cái tinh thần họ có thể làm, tinh thần can do của họ nhiều hơn là những cái mà họ bla 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 bla, nhiều khi là bốc phét hoặc là nhiều nói vống lên, những cái kinh nghiệm họ đạt được và cách xử lý công việc của họ ra sao, nhanh nhạy như thế nào và cái tinh thần sáng tạo ra sao. Thực ra cái sự sáng tạo ấy cũng rất là một cái thước đo khó, rất là khó mà chúng ta đo đếm được. Lời khuyên duy nhất của chị dành cho em nếu mà em phỏng vấn vào Ogilvy ở vị trí intern, vị trí executive thì hơi khó nói tại vì mỗi thời mỗi thế mỗi khác, nhưng mà nếu mà em phỏng vấn vào intern để thực tập ấy thì
thì chị nghĩ là cái em show được cho họ cái tinh thần can do, khả năng ngôn ngữ của em, khả năng tiếng Anh, khả năng tiếng Việt, và cũng như là nếu mà được thì em có thể cho họ xem những cái portfolio về những cái bài viết của em cởi mở, hòa nhã, chắc chắn về những gì mình đang nói. Có bạn Trân Trương hỏi: Which job did you choose, hospitality management or global business management and why? Chị học cả hai ngành đều không phải. Có thể là hai cái ngành communication và marketing của chị thì nó hơi theo hướng là business global management hơn. Cả hai cái ngành này thực ra là nó đều có thể bổ trợ cho nhau được, và có một cái duy nhất ấy là nếu mà bạn học ngành business thì bạn sẽ có thể nhảy được sang gần như tất cả các ngành với cái business mind, tại vì cái gì cũng sẽ cần đến kinh doanh và cái gì cũng sẽ cần đến đẩy số. Nếu mà bạn học về ngành hospitality không thôi thì bạn sẽ cần phải học thêm về business để có thể nhảy sang những cái ngành khác và nhảy sang những cái môi trường làm việc khác để có thể đa dạng hơn cho cuộc sống và cũng như đa dạng hơn cho cái CV của bạn. Thì nếu mà được chọn thì chị sẽ vẫn chọn ngành về business, hướng về business nhiều hơn, vì tính cách của mỗi người thôi, không phải nhất quyết là vì cái ngành đấy là ngành nhảy sang những chỗ khác dễ mà chúng ta cứ phải theo cái ngành đấy, đúng không? Bạn có yêu thích môi trường thì bạn cứ học về môi trường xong rồi bạn học thêm business cũng không phải là quá muộn. Và cái business là một cái mà nó sẽ, bạn sẽ học on job training rất là nhiều nha, bạn vừa làm vừa học được ra rất là nhiều thứ vì nó thay đổi gần như là hàng ngày hàng giờ luôn, chứ nó không phải là chỉ đứng một chỗ không thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với cả eyeliner, thì mình sẽ dùng bạn Shiseido Arch Liner Ink. Thì cái bạn này ấy, cong luôn sang một bên thì chúng ta sẽ kẻ mắt khá là dễ. Thì bây giờ Ly sẽ tập trung kẻ mắt nhá, trước khi chúng ta đi đến với câu hỏi tiếp theo, tại vì cái vừa kẻ mắt thì không thể nào trả lời câu hỏi được. Bạn bút kẻ mắt này rất hợp với bạn nào mà thích kẻ cái đường line cực kỳ mảnh và kiểu tiny tiny small liner. Và mình sẽ đi đến với bạn Tatchist Pro Glow To Go. Thì bạn này có cả phần bronzer và cũng như là có cả hai màu highlighter luôn. Thì mình sẽ dùng bronzer này nhá. Ly thấy là rất nhiều bạn hỏi là: Chị ơi, truyền đạt bí kíp làm tốt công việc. Thực ra là bí quyết làm tốt công việc quan trọng nhất đấy chính là em phải yêu nghề. Em mà không yêu nghề thì em không thể nào cố gắng để làm tốt được. Quay lại với câu hỏi đầu tiên khi mà chị trả lời, đấy chính là bạn hãy chọn cái ngành nào mà bạn thấy thích và bạn thấy là mình có thể phát triển được về mặt con người và cũng như là khả năng cá nhân của mình, thì bạn hãy chọn cái ngành đấy. Thì khi mà bạn đi làm dù bất cứ công việc gì của cái ngành đấy thì bạn cũng sẽ luôn luôn biết là mình sẽ cần phải cố gắng ra sao và hoàn thiện công việc như thế nào thì mới có thể có bí kíp để hoàn thành được công việc tốt. Ở đâu cũng vậy thôi, chúng ta phải yêu nghề thì chúng ta mới có thể hoàn thành được tốt được. Và rất xin lỗi bạn nào đã phải theo một cái concept nào đấy, mọi người bảo phải học cái ngành đấy thì mới ra tiền, và bạn đã học cái ngành đấy, bây giờ bạn đang cảm thấy bị lost, thì Ly rất là xin lỗi là các bạn đã phải trải qua cái khoảng thời gian đấy, và bây giờ chúng ta vẫn còn thời gian để làm lại mà. Bây giờ thì Ly sẽ dùng màu má của The Bomb Hot Mama. Bạn KVC gạch dưới 1278 hỏi: Muốn theo đuổi một ngành mà không được phổ biến ở Việt Nam, chị ơi. Cứ làm đi em ơi, rồi nó sẽ phổ biến ở Việt Nam à. Việt Nam nó hơi chậm phát triển hơn các nơi khác. Đơn giản nhá, ngành KOL, ngành là người nổi tiếng, Key Opinion Influencer, ngành làm beauty blogger, lúc mà chị làm ấy, chả ai biết. Chả ai quan tâm về beauty blogger, chả ai biết được cái định nghĩa beauty blogger là gì. Đấy, nhưng mà xong rồi từ 2013 cho đến 2018, 2019 bây giờ thì nó đã như thế nào và bây giờ thì cái môi trường, thị trường nó ra sao. Nói chung là mình thích thì mình cứ làm thôi, và tất nhiên cũng phải có luôn luôn có backup plan cho bản thân nhá, để mình có thể phát triển bản thân nhiều hơn và đa chiều hơn. Đấy, thì đây các bạn thấy là cái màu má này nó đã có sẵn cái highlighter rồi, thế nên là Ghi cũng không còn thể dùng highlighters nữa, và nó kiểu lên một cái ánh sheen dạng golden. Bạn này thì không nên đánh nhiều quá, tại vì đánh nhiều quá cái nhũ nó hơi nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ đánh một chút của Aritum Shine Fix Eye. Thì Ly sẽ dùng cái bạn màu số 22. Ly mà đánh mắt Ly rất hay há mồm. Thì Ly sẽ vẫn dùng với Shu Imura thôi, tại vì đây là một cái bạn kẹp mi mà Ly rất là yêu thích cực kỳ nhiều luôn. Mình sẽ dùng bạn Maybelline The Magnum Big Shot. Đây là một cái bạn mà mình đã review rồi và mình rất là thích, tại vì bạn lên mắt của mình cực kỳ đẹp. Và mi bạn nào mà dài ấy, dùng bạn này sẽ rất sướng, nó sẽ làm cho mi của mình rất dày. Rồi, và thế là xong rồi. Còn phần môi nữa, nhưng mà tại vì mình thì nữa mình sẽ làm video về son, thế nên là mình sẽ không đánh môi bây giờ. Và Ly hy vọng là các bạn đã thích cái video Get Ready rất là nhỏ xinh xinh này của mình, và cũng như là mình đã trả lời được một số các câu hỏi của các bạn về việc hướng nghiệp. Dĩ nhiên tất cả các câu hỏi mình chưa thể nào trả lời được hết được, tại vì cũng có một số câu hỏi nó cũng khá là trùng lập, nhưng mà Ly hy vọng là những cái câu hỏi mà Ly vừa trả lời sẽ là những cái câu hỏi mà các bạn đang thắc mắc trong đầu, và Ly đã giải quyết được cho bạn một số và cũng như truyền được một ít kinh nghiệm của bản thân. Thế thôi, Ly sẽ phải chào các bạn tại đây, và chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau trong những video khác nhé. Thế thôi, bye bye. Đừng quên là ấn nút like và subscribe.